thì thường thường người ta không nghĩ, không xếp nó vô loại trái cây mà ta gọi là rau củ quả, phải không vậy? Du Xuân Ca. Sao vậy? Cũng hơi khó. Hơi khó. Còn hai đáp án trên bảng. Còn hai đáp án trên bảng. Và một trong số hai đáp án đó trị giá 1 triệu đồng cùng với số điểm trên bảng có thể thuộc về các bạn. Hãy đưa ra một đáp án nào. Theo tôi nghĩ đó là trái chuối. Trái chuối. Các bạn ủng hộ đội trưởng mình không? Các bạn đều ủng hộ đội trưởng mình chứ gì? Trái chuối. Nếu không phải trái chuối thì bạn Tuấn nói là trái gì? Em nói là trái sầu riêng. Trái sầu riêng. Bạn Hoa sẽ nói là trái gì? Trái không phải chuối thì là gì? Không phải sầu riêng là gì? Trái gì có mủ? Trái gì bạn Hà? em nghĩ là trái chuối. Trái chuối. Nếu không phải là chuối thì trái gì? Thì em nghĩ là trái mít tố nữ. Trái mít tố nữ. Mít tố nữ cũng là mít. Thì chúng ta sẽ xem đáp án trái chuối của các bạn sẽ ghi điểm hay là không. Trái cây có mủ, đội Du Xuân Ca nói là trái chuối, phải không bạn Điểm? 88 điểm thuộc về đội Hoa Nắng. Bạn Hưng đoán lại xem đáp án 4 là gì nào. Tạm thật đúng là không nghĩ ra được. Không nghĩ ra được, mời bạn xem đáp án thứ tư. Đáp án 6 đó là đáp án trị giá 1 triệu đồng. Trái bòn bòn. Tôi cất lại giải thưởng này sử dụng sao? Thưa quý vị và các bạn, kết thúc vòng thứ hai, Du Xuân Ca của chúng ta 62 điểm và Hoa Nắng đã có 177 điểm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ ba của trò chơi chung sức. Vòng này sẽ bắt đầu với thành viên thứ tư của hai đội. Xin mời hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn may mắn. Một câu hỏi cho vòng này. Tổng số điểm sẽ được nhân 3. Vòng này có một câu hỏi. 5 đáp án trên bảng. Tổng số điểm nhân 2. Tổng số điểm nhân 2. Có nghĩa là 5 đáp án này có thể đạt đến 200 điểm. Theo bạn, thứ gì ở nơi làm việc thường khuyến khích mọi người sử dụng tiết kiệm? Mời bạn. Ghim bấm. Đó là? Ghim bấm á. Kim bấm. Bạn? Nhà tiết kiệm điện ạ. Điện. Phải không bạn Điện? Mời hai bạn trở về vị trí. Ở nơi làm việc thì người ta thường khuyên nhân viên tiết kiệm cái gì bạn? Theo em nghĩ mục tiêu đầu là điện, sau là nước. Nước. Mỹ Trinh. Ở nơi làm việc thì người ta thường khuyên nhân viên tiết kiệm cái gì? Dạ. Viết. Viết. Tiết kiệm. Viết. Viết. Bạn Thành Vinh. Cái gì mà nơi làm việc thường khuyến khích mọi người sử dụng tiết kiệm? Giấy. Giấy. Bạn Trang. Ở nơi làm việc người ta thường khuyên nhân viên tiết kiệm cái gì? Người ta nói là thời gian là vàng bạc. Dạ. Nên thành thì ra thì em nghĩ là mình Bạn định nói là thời gian hả? không có. Dạ không có. Mời đội Yusuka hội ý. Bạn Minh Tú. Dạ, công ty thường hay khuyến khích là tiết kiệm ngân quỹ. Tiết kiệm ngân quỹ có nghĩa là tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm ngân quỹ. Mời đội Yusuka. Bạn đã có quyết định chứ? Rồi. Bạn nghe lại các đồng đội của bạn nhé. Bạn Tuấn hãy nói thật lớn lên suy nghĩ của bạn về câu hỏi này. Ở nơi làm việc người ta thường khuyến khích mọi người sử dụng tiết kiệm cái gì? Em nghĩ là mực in. Bạn Hoa.
bạn nghĩ là nơi làm việc người ta thường khuyên người sử dụng tiết kiệm cái gì? Theo tôi nghĩ là phải tiết kiệm dùng máy photo. Photo, tiết kiệm máy photo. Bạn Hà? Theo em thì nghĩ là nên tiết kiệm thời gian. Thời gian, mực in, máy photo, thời gian. Quyết định cuối cùng của tôi đó là mực in. Mực in. Mời đội Hoa Nắng, mời đội Yusuka, xin mời quý vị chúng ta theo dõi kết quả. Đáp án, tiết kiệm mực in. 172 điểm thuộc về đội Yusuka. Đáp án 4. Thưa quý vị và các bạn, tình hình đã thay đổi, gió đã xoay chiều. Hoa Nắng 177 điểm cũ và Du Xuân Ca đã dẫn trước với 234 điểm. Hả? Thịt nướng? Thanh nhiệt cùng Sensacool. Ăn đồ đóng, uống Sensacool. Thanh nhiệt nhanh chóng. Chị, chụp giùm em một tấm hình. Cảm ơn chị. Một tấm nữa. Chỉ là vui thôi, có máy quay kìa. Tatos, vui khoai tây thật, vui khoảnh khắc thật. Vị bò nướng vỉ, phô mai và hành, kim chi. Trước đây chỉ có TV, sau đó Internet xuất hiện. Và nay, TV mang một chuẩn mực mới. Phim ảnh, âm nhạc và nhiều ứng dụng khác trên Internet qua chất lượng hình ảnh tuyệt đỉnh của Sony. Sony Internet TV, chuẩn mực TV mới. Đến giờ hẹn rồi, da mình lại bị nhăn. Mới, sữa rửa mặt Nivea For Men kiểm soát nhờn, chứa phân tử ion năng động, giúp sạch nhờn cho cảm giác không khô da. Sạch nhờn tích tắc, đi điểm tức khắc. Nivea For Men. 70% hệ miễn dịch nằm trong đường ruột. Trong đường ruột có lợi khuẩn và cả hại khuẩn. Lợi khuẩn dễ trở nên yếu thế trước hại khuẩn nếu không được củng cố hàng ngày. Sữa chua Vinamilk Pro B bổ sung khoảng 1 tỷ lợi khuẩn mỗi ngày cho đường ruột, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Sữa chua Vinamilk Pro B sống khỏe mỗi ngày với 1 tỷ lợi khuẩn. Một hiện tượng công nghệ đang gây xôn xao trên toàn cầu, tại New York, qua Paris, đến Việt Nam. Samsung tự hào giới thiệu smartphone Galaxy S với tốc độ xử lý 1 GHz mạnh mẽ trên hệ điều hành Android 2.2. Galaxy S, siêu phẩm tốc độ. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ tư. Đây là vòng rất là quan trọng và chúng ta sẽ biết được đội nào là đội chiến thắng, đội nào sẽ thi đấu ở vòng đặc biệt. Mời hai đội trưởng. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Chỉ có một câu hỏi vòng này, câu hỏi có 5 đáp án ở trên bảng. Tổng số điểm sẽ nhân 3, có thể là 300 điểm, có thể đạt được 300 điểm. Cố gắng lật ngược tình thế lần nữa cho vui nào hai đội nhé. Giá trị mỗi điểm thưởng là 10.000 đồng. 10.000 đồng. Và 1.000.000 đồng lại xuất hiện ở một đáp án may mắn nữa. Hay nhé. Theo hai bạn thì bạn thấy là phụ nữ thường thích nuôi vật nào? Bạn... Tôi nghĩ đó là chó. Chó. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thích nuôi con gì vậy? Dạ em thích nuôi mèo. Hà thích nuôi mèo. Thế Hà định trả lời là mèo. Dạ đúng rồi.
Mời Hà, mời quý vị theo dõi đáp án. Mèo, phụ nữ thích nuôi mèo.